Viêm xoang là bệnh rất phổ biến trong xã hội và chiếm phần lớn tỷ lệ người mắc bệnh vùng tai mũi họng. Thông thường, viêm xoang xuất hiện sau một đợt cảm cúm kéo dài hoặc viêm mũi dị ứng nặng. Dấu hiệu viêm xoang phổ biến nhất mà nhiều người gặp phải là đau nhức vùng trán hoặc đau nhức khu vực gò má. Đi kèm với đó, người bệnh còn có vài triệu chứng như nghẹt mũi, giảm khứu giác, có nước mũi màu vàng xanh, nước mũi đặc, dịch mũi chảy xuống họng, hơi thở có mùi hôi, đau răng hàm trên, sốt. Nếu không được điều trị kịp thời, viêm xoang thường để lại nhiều biến chứng nguy hiểm như viêm màng não, áp xe não, viêm họng, viêm phế quản, viêm dây thần kinh hốc mắt. Viêm xoang là viêm được định nghĩa là cái viêm niêm mạc của các hệ thống xoang ở vùng quanh mũi, nằm xung quanh của cái hốc mũi và thông với hốc mũi bởi một các cái lỗ, người ta gọi là lỗ thông xoang. Như vậy khi hệ thống niêm mạc trong xoang này bị viêm thì người ta gọi là viêm xoang. Những đối tượng dễ bị viêm xoang bao gồm người có cấu tạo cơ thể bất thường như vẹo vách ngăn mũi, phi đại cuốn mũi, phụ nữ trong thời gian mang thai, người hút thuốc lá. Những người dễ bị hẹp hoặc tắc mũi sẽ có nguy cơ bị viêm xoang cao hơn người bình thường rất nhiều. Chúng ta phải kiểm soát được những cái biến chứng có thể gây ra, ví dụ như viêm tai, viêm mũi, viêm họng, viêm thanh khí phế quản, hay là viêm thị thần kinh hậu nhãn cầu, cũng như là viêm áp xe hoặc là viêm màng não. Chúng ta phải loại trừ cho bằng được và tránh những cái biến chứng đó. Bên cạnh đó, trong quá trình điều trị, người bệnh nên uống nước và ăn thức ăn ấm nóng, uống đủ 2 lít nước mỗi ngày, không hút thuốc lá, giữ ấm cho cơ thể và vùng cổ khi thời tiết thay đổi, đến những nơi có hóa chất, khói bụi, nấm mốc cần sử dụng khẩu trang. Ngoài ra, người bệnh có thể sử dụng các sản phẩm chiết xuất từ tỏi đen, Imunebat, Zomelain để phục hồi niêm mạc xoang, để nhanh quá trình điều trị dứt điểm viêm xoang.